Tôi về sinh sống ở đây được 6 tháng. Trong cả cái quá trình sinh sống vừa qua thì tôi cũng hoàn toàn tin tưởng về phía chủ đầu tư là công ty Việt Hân trước khi mà tôi hạ bút ký hợp đồng mua căn hộ tại đây. Hoàn toàn tin tưởng vào các cái quảng cáo và sa hình bán hàng khi chúng tôi đến thăm văn phòng dự án của công ty Việt Hân. Thì về phía công ty và các bạn bán hàng cũng đã trao đổi và đưa cho chúng tôi các cái thông tin rất là thiết thực. Có những video clip nói về các cái cảnh quan xung quanh dự án cũng như cái mức độ an toàn, an ninh ba lớp và trung tâm thương mại cũng như hàng rào bao quanh. Đặc biệt là cái vấn đề an ninh thì tôi rất được coi trọng khi mà các bạn ấy gửi gắm các cái thông tin đến tôi. Thì nhưng thực tế khi về đây mua nhà thì đến bây giờ thì những cái quảng cáo và những cái việc mà phía chủ đầu tư đưa ra với khách hàng là không trung thực. Cụ thể là hàng rào xung quanh hiện tại bây giờ chúng tôi cũng chưa được xây. Và gần đây nhất thì trung tâm thương mại về phía chủ đầu tư có các cái cuộc họp với cư dân chúng tôi thì lại khẳng định rằng bên phía chủ đầu tư sẽ xây trung tâm thương mại là 40 tầng. Thì cái đấy là gây bức xúc cho cư dân chúng tôi. Và đặc biệt là những cái căn hộ đã bỏ tiền ra với cái giá chênh rất nhiều để mua những cái căn hộ có một cái tầm view đúng với cam kết của chủ đầu tư. Và về cái vấn đề gần đây nhất là những cái việc về ban quản lý tòa nhà thì họ càng gây thêm cái bức xúc cho cư dân chúng tôi. Cụ thể là ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 1 vừa qua. Phía ban quản lý tòa nhà có đưa ra những cái thông báo tôi cho là vi hiến về việc cắt nước của những hộ dân mà treo băng rôn phản đối chủ đầu tư.